đủ rồi ha. Ông nói chắc mai mốt cho cô nằm viện. Trời, bấm lỗ tai mới nữa hả? Nè, bấm lỗ tai luôn nè. Phản ứng quá rồi. Chứ không quá. Bằng chầm bằng mày có bấm rồi nè, bao nhiêu vậy? Rồi chia đi. Nhớ lên bao lì xì rồi chia đi. Khoan, cái này tiền cũng mua nó thiếu nó chầm mấy. Chầm mấy gì chất tự trả cho chia. Nè, là ông này còn tiền mày nè, đúng hẳn tao cờ. Ủa sao vậy? Nè, 30, mày 50 rồi, bà Trưng lấy mày 50 rồi. Trời ơi. Mày không cho mày 500 mà kỳ quá à. Rồi tiền mày cũng mua mày à. Chứ không có ngại đi trước rồi. Vô, mấy con. Có được lì xì trong cái chợ. 200 để lát về thì con mua nè. Hồi xưa con quen với nó mà. Hai tờ luôn kìa. Con tờ rồi má. Nghe mày nghe rồi. Tao không thấy đồ con tờ rồi. Đốt rồi luôn đi. Ơi đủ tiền cũng mua lát về trả cho nó. Ghê, hay ha. Lại lắm. Có người cho tiền mua vàng rồi được lì xì nữa. Cái ông đó hồi đó cho con cầm đầu vòng nó giật nó lấy bán hết rồi. Nãy ông có cho nó tiền rồi. Cũng được. Con Quỳnh 500. Tôi kêu bà dắt nó lên ổng nó lên Cầu Vũ á chị gì đó, nó Long Kinh đó chị. Muôn em con má này cũng kỳ, dắt đi đưa 1 triệu đi cho mày dắt đi, bà này ông này cho 500 nữa rồi, con đứng đá đi kỳ coi quá. Đó bây giờ cái ông đó nói sao chuyện đi khám bệnh đi, ông thấy vậy cho con Quỳnh này 500. Cho chết bị chửi nhiều lần chết cảnh à con à. Tôi ngộ ai hứa gì làm liền, giống như này nhà nãy ông hứa cho cái nó làm liền đi, bên ổng đi liền á con mừng á, ổng cho Hiếu 700 bán với số. Chồng Hiếu á. Ủa là đổi rồi. Nói là vợ chồng con chị vậy cho qua quạt tao hết câu 50. Cho Hiếu ông qua rồi. Ông mới cho nữa. Ông qua ông báo con mà ông kêu cho ông Hiếu này kia coi coi theo dõi cho mình đấy. Ông yêu rồi. Ủa gì chứ mới bấm lỗ tai mới hả? Mới bấm lỗ tai thêm hay sao? Ông cho lát lấy dầu chút miếng dầu ơi. Nói đừng có sức dầu đang còn máu rồi sức dầu vô. Gì là đâu có đâu đâu mà. Ủa gì chứ vậy là lấy chiếc bông nãy đổi thành ra bông mới hay sao? Đó. Nhiều tiền vậy? Bù thêm 1.6 triệu. Mà bù thêm 1.6 triệu nữa. Rồi bảo mua đồ ăn mọi người. Thành bảo mua ốc đồ tới nữa kìa chết ơi. Chết. Bảo mua đồ ăn nữa kìa. Tôi nói cái ông biết ông nói sao còn nghiệp bà quá. Nói em nghỉ bán em có tiền giờ mất chiếc bông anh nghĩ có đồ cốc sáng đem. Tội chưa xử á. Mày đi chi cho con cầm qua ổng cho 500 kìa. Nó lụm tao chị giỡn anh bảo làm chân. Ừ. Bà nó chỉ tục cho bà cầm tôi nói bà nghe đó. Ngồi coi lên nó chỉ tục quá. Bộ vòng bà nó nói 17 triệu, 17 18 nãy bà đã nói á. Bộ vòng á 17 18 triệu. Tao vô hỏi cái lắc của con cây mấy á. Cái tao mới gì mà phải dòng có mày đi hỏi nhiêu. Hỏi cái lắc của má chồng tôi nhiều vậy đâu giá chờ vẫn ngủ lại. Sao bông tai còn bên vậy chứ? Mới mua khá rồi. Ông này mài lộ á. Lắm chát rồi. Mà ơi, chứ này giờ gọi cho anh Dì Kiều ơi. Bà nội nghe đâu bà nội của anh Dì Kiều yếu đó, gọi gọi thăm bà nội chứ bà nội anh. Thôi bảo hỏi trước đi. Kìa vợ nó lần này. Quan tâm anh đừng nghĩ xíu ơi, đừng nghĩ xuống tiền về quê. Thôi. Thôi tôi không có điện. Nghỉ chơi ra rồi. Ông đó chính cấm cho nó bụng vòng nó quỷ quá. Tôi gọi cho Tướng Nguyễn coi. Ông Di Kiều muốn ông rồi nè. Trời ơi chưa hỏi thằng anh nữa không. Anh ấy em đẹp không? Bảo ngồi đây nè. Nay tụi em tụ họp ăn ốc ăn mừng em có bụng. Nội bớt bệnh chưa? Bây giờ có anh vô bệnh viện nuôi nội trước đi, mai mốt nuôi em. Em còn qua khẩn đó nha, nhớ là ba nha. Ông Việt Kiều uống cầm á. Trời ơi, nói nè 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 nè, hở miệng à, họ biết kìa. Biết cũng không làm gì được hả? Đừng có nói bà, qua bán nước bà đây. Đó, thấy không? Bà nhiều chuyện nó bà hớ không chặn nó liền rồi bà hớ liền thấy không? Anh thấy em đẹp không? Vợ anh này có thời lại rồi đó. Em bấm lâu tay luôn rồi nè. Mày có người đầu tư rồi. Ông Trọng Nghĩa nhớ mặt tao thì xưa quen nó đó, vợ ghen quá.
Ông Việt Kiều bên Cầm á, sắm vàng cho ông Cầm đó, ông đó đó. Ông cho ông Quỳnh 500. Ông Cầm 500 mối cũng ngẳng dắt lại á. Nè, chịu dũi đi đổi bông. Khóc quá trời, ông nói đi mua chiếc bông đi. Đeo Việt Kỳ quá có ông chiếc. Ông nói dán nằm viện đi, cực cừ ngắn nó quay về, ông cho tiền nằm viện. Cứ người trơn chút chút, đúng 4 triệu dắt, bắt ngắn dắt vô. Làm như gương mặt em phái, bà nội bớt cho anh. Dạ chưa, nhiêu tuổi. Chết mẹ đi. Nhiêu tuổi à. Nhiêu tuổi, bảo cười hoài vậy bảo. Bảo cười chết mẹ đi má ơi. Mắc dại nha. Thế mà bảo mày bảo coi clip đi, bảo cười chết mẹ. Để lo cho em nha. Bó tại thôi luôn. Thôi được hả, bắt chết. Tại chỗ luôn. Cho em coi nội một tí coi. Coi chú biết chưa. Trời ơi trời. Má mắc dại gì vậy. Đó chồng tôi đẹp trai. Bạn tôi nè, bà này cũng Việt Kiều là Canada. Má cô Việt Kiều nhiều lắm. Anh bỏ em lên nói hận á. Anh lấy Cầm hả? Ngu lấy Cầm vậy nè. Cầm nè lụm đực dữ dội á. Bà ngoại qua đó rồi. Cắt rồi. Thấy Cầm bốc lên là cắt à. Đúng rồi. Không có chuyện gì cả. Quỳnh nè, bà nói mày vô cự vũ cắm mới tốt. Ai cũng đều nói á. Vậy kêu bà Trương dắt đi đi về cho mày đi. Bỏ ngủ. Trời ơi. Nhưng mà nãy Sương nói gì không hay là ngủ thôi. Trời ơi, mình 8 giờ này sao ngủ. Dậu nó kêu em chở chị đi. Dậu kêu chị nghe dậu kêu em hứa chị đâu mà chị kêu em hứa chở chị đi. Hôm qua kìa. Qua gì? Hôm qua đi chỗ ăn kìa. Sáng này cũng hả, ngứa lắm. Ê nè. Sáng tự nhiên nó điện cho hả, dậu. Nó không chịu đi. Bảo mấy biết gì được không ơi. Nó không chịu đi, dậu đi làm. Chồng ta đẹp chứ của em vợ khùng luôn. Mày không muốn con vợ khùng. Này. Tôi ủng hộ chị ngoại đi. Không có cái gì. Hay quá gì thiếu ơi. Đã qua bà tôi còn hết tiền còn mấy tờ gì chứ. Giờ mai cũng có tiền mua bà 10 tờ. Cũng cần mua 10 tờ. Qua bà chết nha. Nè. Đứng đây để qua bà. Nè bà ơi. Mấy giờ rồi bà còn bán bà. Nè. Nè. Cảm ơn nha. Nhớ chưa 4 tờ rồi đó. Đưa anh Bảo với một con coi. Năm cờ để đứng đi cho chỗ quần số quà bà hai vàng là số mấy bà hai tám thấy đường vàng là số mấy bà hai vậy cầm đuổi ở ngoài ra hả vàng bà bốn vậy đuổi bà ngoài ra vậy bà ngoại bà không có thấy đường rồi còn đuổi bà ngoại ra là sao bà chị cầm có đuổi cho bà vô đây ngồi bà kéo vô ngồi hả bà không ngồi bà kéo vô ngồi làm được mấy tờ giờ 2 giờ rồi còn có trời số kêu ngồi 7, 8 tám tờ nè má tư rồi má tư 8 tờ nè má tư sáng chờ lấy tiền đi ủa đủ 10 tờ gì chứ tặng gì này đó đúng rồi nè chị ai đọc cũng mua được cái bà kìa mua giùm cho ba kìa bà ngoài đưa cho chị dạ cô mua giùm bả đi cô dạ cô chừng cầm nó tiền tụi mình hẳn ơi 8 tờ 88 ngàn thôi là thôi đưa bà em chăm đi thôi rồi gì chứ cũng cảm ơn anh đại gia Long An đi cảm ơn anh đại gia Long An tấm em đôi bông lại vâng để lấy cái tờ giấy số đường cầm này để nó chúng được bắt nó lấy chồng tôi bà thấy không bà thấy không chồng mày không có thèm ở đâu quá nó tạt nước vô mặt tao vô nó ghét không là nó tạt nước nhưng mà mày chơi kỳ quá à. Mày tạt nó gì ủa ổng tạt con được hả mày tạt nó trước không ổng tạt con trước mày tạt nó trước ai cũng nói mày tạt nó trước đúng rồi đúng rồi hai người quýnh nhau lần nữa đi nè nè bà muốn tờ cho con tờ đúng vậy luôn bà đừng cầm cái má muốn tờ cho con cầm đó bà mua đó mày qua mua đi tờ đi điển chạy đi mua ai còn gì cầm để ngoại ra qua sớm là ăn gì đó giấy số nằm đây nãy mà qua sớm là có gì kiều đây là giấy số này giấy số này cầm đây giấy số này gì cầm giấy số này chờ lấy rồi hả ngàn đâu là hai cờ cái này là giấy số thưởng chị đây giấy số thưởng cờ là hai cờ mày nói chị cái này phải làm cho nó lợi tờ cãi đi nãy là chết 66 ngàn trả lại cho con cái gì
Giày chất đeo vàng nhiều ghê luôn á nha. Lên từ giờ ấy lấy chồng bà hiếp dâm nó, mua cá sấu về hiếp dâm ẩm. Đó, nhiều rồi, bà nói mày đi khám đi, cái đó bệnh nặng qua ông na là ông tư mà chết đó. 88 cái kia bà bố để cho bà chăm sóc đi. Bị gì? Quỳnh bị gì? Thám từ Vũ nha, mới tốt bị đông kinh, long kinh. Long hay đông? Đông, rong kinh, râm kinh chứ không phải là đông kinh, râm kinh. Đi khám liền đi. Rồi, bỗng chăm bà làm gì vậy? Bà nấu gì ăn đó, nấu đồ ăn đó. Cho bà ăn. Làm gì? 128 thôi. Đâu là bánh chân. Cắt cu của đạo. Nó bậy đi, nó bậy đi. Mới bấm theo lỗ hả? Nghèo. Gì rồi trời. Gặp chị Quỳnh cũng bắt đầu chỉ tục nữa. Cảm ơn. Giá bảo gì vậy? Chị trước cái đôi bông này nè. Giờ chứ tìm được đôi bông mới là về cha đôi bông cũ là chức mang lên lại đó. Đúng nha. Đúng rồi chứ. Nếu mà là kiều cô gái điện cho cô cái chiếc bông đó đeo qua lỗ này. Rồi chiếc bông cũ mới này đưa lại con hả? Đó mà. Ủa chứ gì nữa? Ta đeo ông trọng nghĩa tặng. Ủa cho ông tặng mà có cái móc ở đây nữa ngộ. Móc đồng móc. Dạ có tủ gì. Để dầu chào liền. Để dầu giữa đầu quán. Ủa đừng xích vậy đó, để gì đi, nó khô à, nó không à, nó lạnh rồi. Nó bấm lẹ về, nó bấm nhanh lắm, cùng sợ nha, nó bấm cái gốc hưởng, giống như cà trúng vậy á. Còn bà chồng nấu cái gì lâu quá vậy? 372 nè cô. 372 ngàn nè cô. Đủ rồi. Nè, 72 ngàn nè. Đây là chị. Đây chứ ăn cháo thôi chứ. Cảm ơn nhiều lắm. Ừ, ăn đỏ rồi ăn cơm nữa, ăn cơm nó bệnh. Giờ tinh hoài không dám ăn gì nữa. Đây chứ chích thuốc chưa?